Missy liện cái kết đáng khi chơi bẩn với anh em và liên hoàn siêu thị. Ê, tao có khóa. Anh mở đi, anh mở luôn đi. Anh vứt con gà rồi, vứt con gà rồi mở. Đây đây. Không vứt nó kêu bíp phát nghe buồn cười lắm. Sao vứt ở đấy, vứt xa ra chứ. Ben cầm gà vứt chỗ xác Ben. Đừng vứt tao, mẹ mày. Ê, khóa đấy phải khóa này. Ê, tao có khóa. Anh mở đi, anh mở luôn đi. Anh vứt con gà rồi, vứt con gà rồi mở. Đây đây. Không vứt nó kêu bíp phát nghe buồn cười lắm. Sao vứt ở đấy, vứt xa ra chứ. Ben cầm gà vứt chỗ xác Ben. Đừng vứt tao, mẹ mày. Ê, khóa đấy phải khóa này. Chỉ ra có tên đấy. Mẹ Ben ơi. Em cười em cứu anh độ BC ơi. Mẹ mày. Đi phè mày nhớ mặt tao. Mẹ Ben ơi. Sao thằng Ben ho anh lại chết? Đừng ném cho em. Cứu tao mày. Khôi ơi. Cứu. Cứu tao mày. Ben. Khôi. Em cứu cho anh đừng nói nữa được không? Được. Cái đéo gì đây? Tao có làm gì đâu? Cứu mày. Mẹ đi ra khỏi đây thì sao, Ben? Sao đi ra khỏi đây à, Ben? Cứ ở trong này thế.